Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2006-2011, bị khởi tố bắt tạm giam về các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2014, cũng bị khởi tố bắt tạm giam với các tội danh tương tự. Việc cách chức Nguyễn Xuân Anh, nguyên bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng do sai phạm ít nhiều cũng dính dáng tới cái tên Vũ Nhôm. Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu, bị khởi tố về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, với vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định là rất nghiêm trọng. Ông Thành bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và giáng cấp bậc hàm. Được biết, chính tướng Bùi Văn Thành là người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ. Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên thứ trưởng Bộ Công an đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiều tướng lĩnh là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an cũng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm được cho là có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.